Mến chào các bạn, hôm nay cùng vào bếp kho cá, kho tộ, kho tiêu với mình ha. Kho làm sao mà cá nó đẹp mắt và nó không bị hôi, không bị tanh. Thì mời các bạn cùng xem video và cùng vào bếp. Để mình làm ra một cái nồi cá kho tộ, kho tiêu, ăn nó ngon miệng và nó đẹp mắt và nó không có bị hôi, không có bị tanh. Thì ở đây mình có chuẩn bị là 600g cá bông lau. Mình mua đông trong đông lạnh thì mình đã rửa sạch sẽ với nước ấm trong dồi và giấm và muối, mình đã khô, mình đã lau cho nó khô, nó ráo rồi các bạn ơi. Mình nhớ mình lúc mình rửa đó, mình lấy dao mình cạo cái chất nhớt, cái chất nhờn, cái chất dơ ở cái miếng da, con da của cá ha. Thì ở đây mình đã rửa sạch sẽ hết rồi, mình cân lại là 600g, được 5 miếng cá ha. Và ở đây mình có 3 tép tỏi và 5 trái ớt, 3 cọng hành lá và hành tím. Đây là cái nguyên liệu để mình ướp thịt. Còn về cái gia vị thì mình sẽ chia sẻ sau. Bây giờ nấu cá kho tộ, kho tiêu như thế nào, mời các bạn cùng xem video để mình làm cho gia đình mình có một cái dĩa cá kho tộ thật là ngon, thật là đẹp mắt và không hề bị nát, cũng không hề bị hôi tanh ha. Rồi bây giờ mình bắt tay vào bếp thôi. Xin mời các bạn. Rửa hành lá và hành tím, tỏi, ớt mình đã rửa xong rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình cắt ra ha. Cái cọng hành trắng nè mình sắc nhuyễn ra để mình ướp cá. Còn cái lá thì mình sẽ cho vô cái nồi cá khi mình kho xong. Rồi, mình cho ra dĩa. Rồi, mình cũng sắc hành lá luôn, cộng hành lá luôn. Mình sắc hành lá bằng một lóng tay của mình. Đó. Để hồi mình để lên cá cho nó đẹp. Rồi mình sắc hành tím cũng tương tự giống như cọng hành lá, và tỏi mình cũng bầm nhuyễn ra luôn. Hành mình hành tỏi ớt ớt thì mình không có bầm. Mình hành tím rồi cộng hành lá rồi tỏi mình sắc xong hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đi ướp cá ha. Mình cho phân nửa cái cọng hành trắng nè, mình cho vô. Và phân nửa hành tím nè, mình cũng cho vô luôn để mình ướp cho nó thơm. Và tỏi cũng vậy, cũng cho phân nửa luôn ha. Rồi ở đây mình có là 1/2 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/8 muỗng cà phê tiêu. Mình cho vô đây luôn. Mình không có ướp đường nha các bạn. Đây là cái cách của mình ướp. Mình không có ướp đường để ướp muối với nước mắm. Ở đây mình sẽ cho vô đây là 1 muỗng canh nước mắm để mình ướp cho cái con cá. Miếng cá của mình nó săn nó chắc, mình không có ướp đường. 1 muỗng canh nước mắm, mình xài nước mắm nhĩ sản xuất Thái Lan ha. Mình này là sản xuất của Thái Lan. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên cho nó ngấm nước mắm và muối và tiêu ha. Tiếp theo mình sẽ đi thắm nước màu cho kho cá. Thì ở đây mình có 1 muỗng canh đường nâu, đường vàng ha. Và mình sẽ múc vô đây là 1 muỗng canh nước để mình làm nước màu. Mình có đường cát trắng, đường màu thì đường nào cũng được hết ha, tùy thích. Rồi bây giờ mình sẽ nấu lên cho nó thành màu cánh gián rồi mình tắt lửa. Bây giờ cái đường của mình á, nó cũng đã nâu lại rồi các bạn. Mình nhắc khỏi bếp ha, mình tắt lửa. Mình đừng có để cho nó vàng nữa ha, vàng nữa là nó sẽ bị đen. Rồi bây giờ mình sẽ cho vô đây thêm là 1 muỗng canh nước để mình hòa tan. Để mình hòa tan ha.
Rồi, mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh tương ớt để giúp cho cái màu mình nó đẹp. Và mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh nước mắm nữa. Một muỗng là 15ml nha các bạn. Mình hòa tan tương ớt cho nó tan ra. Tương ớt là để nó làm cho cái màu của mình nó đẹp hơn đó các bạn, màu cá của mình nó đẹp hơn á. Rồi mình mở bếp lên, mình nấu cho nó tan cái tương ớt và cho nó sệt lại. Rồi bây giờ nó đã tan rồi thì mình tắt lửa ha. Rồi mình cũng lấy cái chảo này, mình cho vô đây là một muỗng canh dầu ăn. Mình đi làm cho nó nóng cái dầu ăn này lên. Rồi mình cho hành lá và cộng hành lá, hành tím, tỏi vô mình phi cho nó thơm. Rồi mình cho vô hết luôn. Bây giờ tỏi và hành tím mình cũng đã vàng, đã thơm rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi áp chảo cái miếng cá cho nó giống như mình chiên đó các bạn. Mình chiên cho nó săn chắc cái cá ha. Mình chiên cho nó săn chắc cái miếng cá. Cái này là giúp cho cái cá mình nó không có bị tanh nè các bạn. Và nó dẻ, nó chắc nè, nó không có bị bở, không có bị bể nè. Đó, mình chở hai mặt ha. Xuống cho cái da luôn, nó săn chắc hai mặt rồi, giờ mình chở cái da nó cho nó săn chắc cái da cá luôn. Rồi bây giờ nó săn chắc hai mặt rồi, mình cho cái nước sốt hồi nãy mình lấy nè, mình cho nó vô. Bây giờ mình đã cho sốt vô rồi, mình cho vô đây là 50ml nước. Lạnh ha. Rồi bây giờ mình sẽ khô với cái lửa nhỏ cho cá mình nó ngấm vào gia vị và nó sẽ thấm vào gia vị, rồi mình nêm nếm theo khẩu vị của gia đình của mình. Mình mở lửa nhỏ ha, riu riu. Mình khô. Mình đã khô một lúc rồi, mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh đường cát ha. Một muỗng canh đường cát nâu. Rồi, mình sẽ đánh cho đường cát nó tan ra. Rồi bây giờ cá của mình á, nó cũng đã sệt lại và nó săn chắc rồi các bạn. Mình nêm nếm thì nó rất là vừa ăn rồi. Thì bây giờ mình cho hành lá nè và vài trái ớt nè, mình cho nó vô ha. Mình chừa lại một miếng nước để cho nó sệt sệt để mình chan lên cơm mình ăn cho nó ngon. Đó, mình kho thêm 2 phút nữa rồi mình tắt lửa ha. Mình nhắc ra. Bây giờ cá nó chín rồi, mình cho ra dĩa thôi. Rồi mình đã chắc ra dĩa rồi, thì đây là một cái chén cơm trắng của mình nè. Mình xin mời các bạn ha, cùng thưởng thức với mình. Cá rất là dẻ luôn các bạn ơi, không hề bị bể rá nát luôn. À, xin mời. Cá rất là ngon luôn, rất là vừa ăn nha các bạn. Rồi video đến đây mình xin kết thúc video ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích, cho mình một cái đăng ký, một like, một share, một cái chuông để tiện theo dõi video mới nhất của mình ha. Đây là cái dĩa cá của mình, ăn rất là vừa ăn mà rất là đẹp mắt luôn. Rồi bây giờ mình chúc các bạn kho cá, kho tộ, kho tiêu ăn ngon miệng. Nếu các bạn thấy thích thì hãy bình luận cho mình biết. Những lời bình luận, những lời góp ý của các bạn là động lực lớn nhất để cho mình làm nhiều cái video hơn nữa đó các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn kho cá ăn ngon miệng. Mình hẹn gặp lại video kế tiếp. Xin chào, bye bye.